Con kia kìa. Bắt vậy sao mà bắt được? Mạnh mẽ nhanh nhẹn lên. Như thế này thì làm sao mà bắt được? Này cái ông kìa, sao không bắt đi? Đứng làm cái gì? Hồi nãy ai thích thể hiện với bố, bây giờ thể hiện đi. Nguyên một đàn gà kìa, thể hiện đi. Em nói thiệt nha, cái khả năng tư duy và quan sát của anh nó kém như vậy chị có biết không? Gì nữa? Con gà thịt bố nhốt nó nằm thù lù nãy giờ ở kia mà anh không thấy. Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa. Nhưng cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Tự nhiên cô làm gì tôi cũng thấy đáng yêu. Ngay cả lúc cô mắng tôi cũng thấy yêu. Từ trước mỗi lần nghe thấy giọng của cô xoé xoé tôi thấy ghét lắm. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy thích. Lâu tôi không được nghe cô chửi, tôi thấy nhớ. Thế ngày đầu yêu nhau thấy như nào? Thấy cũng no. Sao lại no? Cảm xúc cơ mà, tâm trạng ấy. Cảm xúc á? Cũng thích. Thích à? Thì đi thích tiếp không? Úi trời. Đẹp quá ông nhỉ? Ôi, cụ tí cụ xỉu kìa. Tươi nhỉ? Này, hai cụ ấy là hâm mộ anh Phong lắm đấy. Nhìn ông Phong nội nhờ. Ủa. Bà dâu kia bố. Bà này lên ảnh đẹp ta phết đấy. Anh Đông à. Đông ơi, đẹp trai kìa. Ôi, vẻ cà rốt kìa. Ôi, 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 con kìa, con đứng ở cạnh đấy, đây, đây. Không hiểu con làm gì, con lại đứng đấy nhỉ? Đúng rồi. Đông đủ ông ơi. Cái cả nhà này rất đẹp. À, ông có ý kiến thế này nhá. Bây giờ cái ảnh này phóng thật to ra, đóng vào khung. Mình sẽ làm hai chiếc. Một bức mình treo ở nhà, một bức treo ở nhà của cái Yến. Được không? Vâng, Ôi giời. Cái Yến đằng Phong. Ừ. Ôi, nhìn chúng nó trông hạnh phúc thật đấy. Đẹp đôi đấy. Còn tình cảm. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi.